Sau 2 tuần thi đấu của mùa giải Premier League 2023-2024, chúng ta bắt đầu có cái nhìn thoáng qua về mức độ cạnh tranh khốc liệt của mùa giải này. Trên thực tế, cuộc đua top 4 có sự tham gia của nhiều đội, đến mức người hâm mộ có thể chứng kiến ít nhất một cuộc đụng độ đỉnh cao vào mỗi vòng đấu. Tuần trước là trận đấu giữa Tottenham với Manchester United và Manchester City với Newcastle. Và ở vòng đấu này, chúng ta có cơ hội chứng kiến Newcastle đối đầu Liverpool. Thầy trò Jurgen Klopp sẽ hành quân tới St. James Park trong chuyến làm khách vào chiều Chủ nhật trong một trận đấu được cho là được mong đợi nhất tại vòng đấu thứ 3 thuộc khuôn khổ Premier League. Cả hai đội sẽ thi đấu vào lúc 22:30 Chủ nhật ngày 27 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Hai đội đều đã khởi đầu mùa giải một cách mạnh mẽ. Liverpool đã bắt đầu chiến dịch Premier League mùa giải 2023-2024 với trận hòa 1-1 trước Chelsea và chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Bournemouth, trận đấu mà họ phải thi đấu hơn 30 phút chỉ với 10 người sau chiếc thẻ đỏ của Alexis McAllister. Đội bóng của Jurgen Klopp hiện đang có chuỗi bất bại dài nhất trong tất cả các câu lạc bộ hàng đầu ở Anh. Họ không thua trận nào trong 13 trận gần nhất tại giải đấu kể từ trận thua 1-4 trước Man City vào tháng 4. Tuy nhiên, nếu Liverpool bị dẫn trước trong trận đấu này, việc lội ngược dòng có thể là một nhiệm vụ khó khăn cho Klopp và các học trò. Newcastle đã gần như không thua bất kỳ một trận nào trong số 22 trận đấu gần nhất tại Premier League mà họ dẫn trước. Trận đấu duy nhất Newcastle để thua trong hoàn cảnh bị lội ngược dòng là trước chính Liverpool trong trận thua 1-2 tại Anfield vào tháng 8 năm 2022. Đội bóng huấn luyện viên Eddie Howe đã có chiến thắng xuất sắc trong ngày mở màn trước Aston Villa với Sandro Tonali, Alexander Isak, Callum Wilson và Harvey Barnes ghi bàn ấn định chiến thắng 5-1. Tuy nhiên, không ai trong số những cầu thủ đó có thể ghi bàn ở trận đấu thứ hai khi họ phải chịu thất bại 0-1 trước nhà đương kim vô địch Man City. Newcastle đang có một đội hình mạnh và lối chơi ổn định, nhưng cần nhanh chóng lấy lại phong độ sau trận thua sít sao trước Man City khi tiếp đón Liverpool tới St. James Park. Những chú chim chích chòe sẽ bước vào trận đấu thứ 3 của mùa giải với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, mặc dù bảng xếp hạng đầu mùa chắc chắn không có giá trị gì ở giai đoạn này. Trong lịch sử, đối đầu với Liverpool chưa bao giờ là dễ dàng với Newcastle United. Newcastle United từng thua tới 33 trận trước Liverpool trong lịch sử, chỉ ít hơn số lần thua trước Arsenal với 34 trận đấu. Chích chòe phải nhận tổng cộng 113 bàn thua trước lữ đoàn đỏ, nhiều nhất so với việc phải đối đầu với các đội bóng khác. Newcastle không thắng trong 13 trận gần nhất ở Premier League gặp Liverpool với 4 trận hòa và 9 trận thua kể từ trận thắng 2-0 trên sân nhà vào tháng 12 năm 2015, và 4 trận gần nhất trong số này đều kết thúc với thất bại. Liverpool đã thắng 4 trong 5 chuyến làm khách gần đây nhất tại St. James Park, bao gồm 2 trận gần nhất liên tiếp. Tuy nhiên, Liverpool cũng chưa bao giờ thắng 3 trận sân khách liên tiếp trước Newcastle trong lịch sử đối đầu của mình. Lần gặp nhau cuối cùng của hai câu lạc bộ này diễn ra vào tháng 2 năm 2023, khi các bàn thắng của Darwin Núñez và Cody Gakpo giúp Liverpool vượt lên dẫn trước 2-0 trong vòng 17 phút trước khi thủ môn Nick Pope của Newcastle bị đuổi khỏi sân ở phút thứ 22 vì tình huống xử lý bóng bên ngoài vòng cấm. Trước đó, mùa giải 2022-2023, Liverpool đã lội ngược dòng đánh bại Newcastle 2-1 trên sân Anfield. Alexander Isak đã đánh bại thủ thành Alisson Becker trong trận ra mắt cho chích chòe, trước khi các bàn thắng của Roberto Firmino và Fabio Carvalho đã lật ngược tình thế trận đấu. Bàn thắng của Carvalho đến ở phút 98 vừa là bàn thắng muộn nhất của Liverpool, vừa là bàn thua muộn nhất của Newcastle ở Premier League mùa trước. Hai đội đã khởi đầu mùa giải một cách mạnh mẽ, nhưng hiện tại phải thừa nhận rằng những chú chim chích chòe đang có đội hình nhỉnh hơn rất nhiều ở trên mặt sân. Mặc dù chơi xuất sắc trong hai trận đấu vừa qua, nhưng Liverpool đã nhiều lần phải chịu trận trước hàng công của đối phương. Nguyên nhân chính của điều này là do sự vắng mặt của một số 6 đẳng cấp thế giới. Mùa này, hai tiền vệ phòng ngự hàng đầu đã được đưa lên thị trường chuyển nhượng với cái giá hơn 100 triệu euro, và Liverpool đã tham gia vào cả hai vụ chuyển nhượng nhưng không ký được bất kỳ một hợp đồng nào trong cả hai vụ này. Jude Bellingham từ Real Madrid, trong khi Moses Caicedo từ chối gia nhập lữ đoàn đỏ để tới Chelsea ngay cả sau khi Brighton chấp nhận lời đề nghị chuyển nhượng của họ. Klopp dự kiến sẽ không có cả Thiago Alcantara và Curtis Jones vì chấn thương, nhưng hãy cùng hy vọng rằng Trent Alexander-Arnold có thể bình phục kịp cho trận đấu này sau chấn thương khiến anh bị thay ra vào cuối tuần trước trong trận gặp Bournemouth. Joao Matip và Joe Gomez sẵn sàng thi đấu nếu Konate vẫn chưa thể ra sân. Huấn luyện viên Jurgen Klopp khẳng định rằng Mohamed Salah cam kết 100% sẽ ở lại Liverpool trong bối cảnh Al-Ittihad đang cố gắng thuyết phục tiền đạo người Ai Cập rời Merseyside trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Mặc cho hàng thủ gặp nhiều vấn đề, hàng công của Liverpool cùng bộ đôi tiền vệ Alexis McAllister và Dominic Szoboszlai đã thi đấu rất tốt ở mặt trận tấn công, nhằm cố gắng đảm bảo đội bóng của mình sẽ chịu thiệt hại ít nhất trước đối thủ. Mặt khác, Newcastle United đã tỏ ra họ là một thế lực thậm chí còn đáng gờm hơn mùa giải trước. Chỉ trong một mùa rưỡi, Eddie Howe đã đưa đội bóng trở thành một thế lực hàng đầu nước Anh, và với việc câu lạc bộ cũng chuẩn bị tham dự Champions League sau hai thập kỷ, mọi thứ đang diễn ra ngoài mong đợi với thầy trò Eddie Howe. Newcastle đã phải hứng chịu những tác hại nặng nề
trong trận thua trước Man City cuối tuần trước khi tiền vệ người Brazil Joe Linton buộc phải rời sân trước khi kết thúc trận đấu vì chấn thương. Anh nhiều khả năng sẽ phải kiểm tra thể lực muộn để có thể ra sân trong trận đấu này. Sean Longstaff hoặc Elliot Anderson sẽ cạnh tranh cho vị trí xuất phát thay chỗ của Joe Linton nếu tiền vệ này không thể thi đấu. Trong khi bộ ba Emin Kraft, Joe Willock và Javier Manquillo đều phải ngồi ngoài vì chấn thương và sẽ vắng mặt trong đội hình của Eddie Howe. Bản hợp đồng mới Lewis Hall cũng sẽ có trận ra mắt vào cuối tuần này, nhưng Danberg được cho tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho vị trí hậu vệ trái vào lúc này. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Newcastle United đã bổ sung Tonali, Barnes và Tino Livramento tăng cường hơn nữa chiều sâu đội hình của họ. Newcastle chắc chắn đã làm tốt nhất trong khả năng của họ khi đội bóng sẽ phải thi đấu thêm ở những loạt Champions League. Tuy nhiên, Eddie Howe đã không thay đổi đội hình xuất phát của họ trong hai trận đấu gần nhất. Với việc các câu lạc bộ Premier League cho phép huấn luyện viên được thực hiện 5 quyền thay người, Eddie Howe có thể linh hoạt để các cầu thủ tấn công của ông nghỉ ngơi một cách hợp lý hơn. Và với màn trình diễn ở hai trận đấu gần nhất, có vẻ Newcastle sẽ ra sân với đội hình không thay đổi quá nhiều so với trước đó trong trận gặp Man City. Về phía Liverpool, sẽ không có quá nhiều sự thay đổi. Tất nhiên những cầu thủ như Konate hay Arnold vẫn còn để ngỏ khả năng ra sân. Nhưng chắc chắn Klopp sẽ xoay sở để có lực lượng tốt nhất cho trận đấu khó khăn này. Không cần phải nói quá nhiều, Luis Diaz đang là cái tên được chờ đợi nhất trên hàng công của Liverpool. Trong bối cảnh Salah đang không có được phong độ tốt nhất, còn những cái tên khác như là Nunes, Jota và Gakpo cũng chưa thể hiện được tất cả những gì họ có. Hai trận đấu gần nhất, Diaz đều mở tỷ số cho Liverpool và hiện tại anh đang là mũi tấn công quan trọng nhất của The Red, chứ không phải Mohamed Salah. Ở hàng tiền vệ, sự hòa nhập xuất sắc của Dominic Szoboszlai là điều khiến người hâm mộ Liverpool cảm thấy an tâm về một số tá mới. Tiền vệ người Hungary đã thi đấu xuất sắc trong trận đấu với Bournemouth sau khi đội bóng phải thi đấu với 10 người trong 30 phút còn lại. Szoboszlai gần như có mặt ở mọi vị trí trên sân. Ở hiệp 1, anh đã có pha qua người tinh quái khiến đội bạn buộc phải phạm lỗi, đem về một quả penalty cho Liverpool. Còn trong hiệp 2, Szoboszlai có cú ra chân rất nhanh khiến cho hàng thủ Bournemouth bất ngờ, để rồi Jota lao vào đá bồi sau pha bắt bóng không dính của thủ thành đội bạn, nâng tỷ số lên 3-1 cho Liverpool. Dominic Szoboszlai là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và chắc chắn người hâm mộ sẽ chờ đợi những màn trình diễn còn xuất sắc hơn từ đội trưởng Hungary. Về phía Newcastle, tiền đạo Isak được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng khi anh đã ghi hai bàn thắng trong chiến thắng 5-1 của chiếc chòe trước Aston Villa. Isak chắc chắn có thể khai thác được rất nhiều từ lỗ hổng phòng ngự của Liverpool nếu như hàng thủ của lữ đoàn đỏ tiếp tục có những pha sai lầm ngớ ngẩn. Chính huấn luyện viên Eddie Howe cũng đánh giá cao của ông trò của mình. Ông cho biết Isak đang trên con đường thể hiện tiềm năng của mình. Luôn có nhiều cơ hội để cải thiện nhưng Isak đã thể hiện khả năng của mình một cách ổn định. Tỷ lệ bàn thắng của cậu ấy thực sự tốt và tôi hy vọng điều đó sẽ được tiếp tục. Lối chơi toàn diện của cậu ấy đã được cải thiện. Trong khi đó, màn trình diễn tiếp theo của tiền vệ Italia Sandro Tonali cũng là điều đáng mong chờ, khi cầu thủ này cũng đã có cho mình bàn thắng ngay ở trận mở màn Premier League. Klopp đã đánh giá cuộc đụng độ với những chú chim chích chòe trong cuộc họp báo tại trung tâm huấn luyện AXA sáng 25 tháng 8 và ông cũng đã cung cấp những tin tức mới nhất về lực lượng của Liverpool cho cuộc đối đầu này. Jurgen Klopp cũng đánh giá rất cao đối thủ Newcastle. Ông cho biết Newcastle là một đội bóng cực kỳ mạnh, đủ điều kiện tham dự Champions League và hoàn toàn xứng đáng. Phải nói, đội bóng này tiến bộ rất nhanh dưới thời Eddie Howe với chiến lược đầu tư rất thông minh. Tôi không muốn bỏ lỡ ai ngoài hai cầu thủ nổi bật ở kỳ chuyển nhượng này, Tonali và Barnes. Đó là những thương vụ thực sự tốt. Phong cách thi đấu của họ cực kỳ mãnh liệt với bầu không khí rộng lớn ở St. James Park. Vì vậy, cuộc đấu này sẽ rất khó khăn. Khi được hỏi về tân binh Wataru Endo, Klopp trả lời: "Tôi nghĩ Endo đã làm rất xuất sắc trong trận ra mắt. Bây giờ Endo đã có mặt trong 3 buổi tập tuần này của chúng tôi. Cậu ấy có vẻ ổn. Endo là một cầu thủ giỏi và bây giờ chúng tôi có thể sử dụng cậu ấy cho trận đấu này." Bên kia chiến tuyến, Eddie Howe cũng có những trả lời rất thận trọng. Những trận đấu giữa Newcastle và Liverpool là những trận đấu mang tính biểu tượng. Năm ngoái chúng tôi thất vọng với hai trận thua trước họ. Bàn thua ở phút cuối cùng của trận đấu trên sân Anfield đó đã tua lại trong tâm trí tôi nhiều lần. Trận đấu trên sân nhà cũng đau đớn theo một cách khác. Đó là ngày chúng tôi có khởi đầu không tốt, nhưng chúng tôi đã chơi tốt với 10 người còn lại. Về huấn luyện viên Jurgen Klopp, Eddie Howe cho biết: "Tôi thực sự không có mối quan hệ với bất kỳ huấn luyện viên cụ thể nào. Tôi đều đang cạnh tranh với họ. Tôi thấy rất khó để có mối quan hệ cá nhân với đối thủ cạnh tranh. Tôi cũng giống như một cầu thủ, tôi không nói chuyện trước trận đấu với những người tôi biết ở đội kia. Tôi vạch ra một ranh giới, tôi vẫn luôn như vậy. Tôi rất tôn trọng Jurgen, tôi nghĩ anh ấy đã làm những điều phi thường và là một huấn luyện viên phi thường. Nhưng tôi luôn đặt giới hạn ở tình bạn, vì với tôi, chúng không tồn tại đối với những đối thủ cạnh tranh." Liverpool được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững thành tích tuyệt vời ở Premier League trước Newcastle, với việc nhiều người tin rằng ở trận đấu này Liverpool sẽ giành chiến thắng trên sân khách. Nhìn chung ở mùa giải,
2023-2024, cả hai đội bóng này đều có cơ hội để lọt vào top 4 trên bảng xếp hạng giải đấu vào cuối mùa giải. Sau 19 trận đấu đã diễn ra tới vòng thứ 3 tại Premier League, chúng ta có thể khẳng định rằng chắc chắn sẽ có những kết quả vô cùng ngạc nhiên trong suốt mùa giải. Manchester United đội đã kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3, trông chỉ như cái bóng của chính họ với màn trình diễn mờ nhạt trước Tottenham. Trong khi đó, trận đấu giữa Man City và Newcastle cũng như trận đấu giữa Liverpool và Chelsea chứng kiến những pha bóng ngoạn mục của cả hai bên. Với màn trình diễn của Newcastle và Liverpool, người hâm mộ chắc chắn sẽ được chứng kiến thứ bóng đá tấn công đẹp mắt. Nhưng liệu chúng ta có được chứng kiến màn rượt đuổi bàn thắng thú vị giữa hai đội hay không? Có lẽ nó sẽ chỉ được trả lời khi trận đấu giữa hai đội diễn ra.